mình chăng này. Bạn ấy kia sắp của nhóm ơi. Nhưng ta sắp đi. Giờ lắm mà chân nhóm ọt vô đi. Bạn thân thì ấy đụng dây. Một phục nhóm. Số ghi chép bên Campuchia. Mà mơ mà lái mơ đông nâng mòn. Chúng tôi đi hỗ trợ kỹ thuật cho cái vùng trồng điều. Vùng trồng điều ở tại Campuchia. Theo sáng nay tôi có ghi chép là ở Lang Phan, ở Lang Phan của Campuchia. Vườn mới bắt đầu thôi, nên mới bắt đầu ra hoa thôi ha. Này. Đó, những cái phát bông đầu tiên trong vườn. ยับไปดอกไงนูมันมาดอกไงนะมันมือจังมามันใช้ดอกไงนูโอ้ยเสียอาจจะตัวสร้างดีตั้งเลยต้องคนไทยมาจุ่มสูงงอจริงไอ้ไอ้ปั้นอ่ะไอ้ปั้นจะกล้าก็ใช่อ๋อยิ่งพยายามให้บ้องช่วยตัดหน้าป้อมเหม็นยิ่งมาจะได้ไอ้แต่บ้องท่าเอ้ยเหลือเถี่ยเลยที่เห็นใครใช่เออเพื่ออ่อนจ้องใช่เฮ้ยเห็นยัยจะตามผ่อน ខ្ញុំឡើងវឹងវឹងមកដើម្បីខ្ញុំលៃលោកខ្ញុំអត់ប្រឡែងចោលទេតែតែឲ្យប្រឡែងចោលចាត់ទុកដាក់ថាយើងបរាជ័យយើងអត់មានសមត្ថភាពអត់មានលទ្ធភាពជំនះទៅធ្វើទេបានយើងប្រឡែងមកគេចោលយើងខ្ញុំទៅតើផឹងអស់លទ្ធភាពខ្លួនឯងអឺមិនកាមនំយ៉ាង làm cái cây công nghiệp là đơn vị tính thi bằng bột 1000 lít. Và vườn này là phun một lần là 27 bột. Và buổi sáng tôi có tiếp xúc với một vị là một phun một lần 170 bột, tương ứng với 170 hecta. Và anh này là chỉ có 27 thôi. Và chúng tôi sẽ đi trong vòng khoảng 4 ngày. Tổng là phải là khoảng là 2786 hết. Ờ, khác ở chỗ là mình vô vừa mình coi thực tế, mình chia sẻ cái nào nên cái nào không nên, giờ nó sắp tới nó sẽ là cái gì. Bây giờ điện cho tôi trước mai hai vườn này đi. Điện về Việt Nam trưa nay sắp xếp chút rồi. Dạ. Không, chưa đâu. Cộng cộng. Dạ. Để cộng cộng. Thì... mà cộng nó chở lên chở xuống. Điện đọt. Bộ hổm lợi thấy có đọt vậy đó. Liêu. Ừ. Mới bánh vô và đọt nó theo. Dạ. Chừng nào đọt nó kéo bông nó sẽ đâu. Nếu quý vị nào quan tâm, vui lòng liên hệ với tôi qua số máy 0949 237 249. Tôi tên là Trần Văn Cầu, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Goldfield tại thành phố Cần Thơ. Xin chào và hẹn gặp lại.